bị vây bắt, hai đối tượng điên cuồng bắn trả khiến cán bộ công an bị thương. Ngày mùng 2 tháng 5, phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh Nghệ An PC04 cùng công an huyện Quế Phong đồng chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan phá chuyên án về chất cấm, bắt hai đối tượng phạm tội về chất cấm, thu giữ 15 bánh heroin, một khẩu súng và 7 viên đạn. Trước đó vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 tại địa bàn huyện Quế Phong, PC04 phối hợp với công an huyện Quế Phong bắt quả tang hai đối tượng khi đang vận chuyển chất cấm đưa đi tiêu thụ. Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng hàng nóng chống trả rất quy liệt nhằm bảo vệ số hàng và tẩu thoát. Cụ thể khi bị vây bắt, các đối tượng đã sử dụng K59 bắn vào một cán bộ công an huyện Quế Phong gây ra thương tích ở đùi trái. Tuy nhiên với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ thành công hai đối tượng. Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ PLT đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.